Chó con bao nhiêu ngày tuổi thì đón về nhà mới nuôi được và an toàn? Đấy, thì trong cái video clip ngày hôm nay thì Hùng đã chia sẻ cho các bạn là cái thắc mắc của rất nhiều các bạn cũng gửi cho Hùng, và cũng rất nhiều khách hàng là rất là sốt sắng, mặc dù là khi mà xem video cũng như là Hùng gửi cho những cái con cún con để cho các bạn xem thì các bạn rất là sốt sắng là muốn đón luôn. Mặc dù là lúc đó nó mới chỉ được tầm 55 ngày. Đấy, 55 ngày rồi thì 2 tháng các bạn muốn đón luôn. Hùng cũng chia sẻ luôn là cái tầm 50 mấy ngày đến 2 tháng đối với những cái người mà chuyên nghiệp, những cái người mà nuôi con chó con quen rồi thì có kỹ năng, có biết cách rồi thì nó cũng đơn giản thôi. Nhưng đối với những các bạn mà mới nuôi lần đầu hoặc cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm về cái cách nuôi dưỡng chăm sóc con chó con nói chung, cũng như là con chó Phú Quốc con nói riêng, thì khi mà đón những con chó con mà tầm 50 mấy ngày mấy 60 ngày, gọi là 2 tháng ấy, về nuôi thì con chó con nó rất là bấy bớt. Đấy, thông thường thì thông thường nếu mà bạn nào mà nuôi chó sinh sản mà nuôi đúng kỹ thuật, đúng chuẩn thì cũng rơi tầm khoảng 55 ngày đến 2 tháng là tiêm phòng mũi thứ hai, đúng không? Đấy, tiêm phòng xong mũi thứ hai thì ít nhất cũng phải được một chục ngày thì con chó lúc đó nó ổn định và lúc đó bắt đầu nó có kháng thể của mũi kháng sinh đó, mũi vaccine đó, thì nó mới đủ đảm bảo cho cái việc mà chuyển nhà mới, chuyển vùng. Đấy, thì con chó nó mới có khả năng là nó có kháng thể chống chọi với những cái việc mà đi đường là một này, và về một cái nơi ở mới, môi trường mới này, khí hậu mới này, và thức ăn mới này, thì con chó nó phải được trang bị sức khỏe. Thứ nhất là tiêm 2 mũi, thứ hai là phải sau khi tiêm 2 mũi phải ít nhất là 10 ngày thì với chúng ta mới lên đón con chó Phú Quốc con chó con hoặc là những con chó Phú Quốc con nói riêng. Đấy, thì các bạn bất cứ, tôi chia sẻ các bạn mua bất cứ con chó con nào và mua ở đâu thì cũng yêu cầu hoặc là cũng không nên sốt sắng, để cho con chó con nó cứng cáp đã, tiêm phòng đầy đủ 2 mũi sau ít nhất là 7 đến 10 ngày thì chúng ta mới lên chuyển vùng con chó con và đón con chó con về một cái nhà mới, một cái nơi ở mới. Qua nhiều cái kênh của Hùng chạy chó Phú Quốc của Hùng này, rồi kênh YouTube này, kênh cá nhân này, các bạn cũng biết đến Hùng rất là nhiều, và cũng có bác, cũng có bạn, cũng có em đấy rất là sốt sắng là yêu cầu là phải con chó Phú Quốc tầm đón về ngay cái lúc nó bắt đầu nó tập ăn. Thì là cũng xin chia sẻ các bạn, con chó mà chó con ấy, nó thông thường ấy thì 25 ngày Hùng nuôi chó sinh sản, 25 ngày bắt đầu Hùng cho tập ăn rồi. Đấy, đối với con chó con mà 25 ngày tuổi bắt đầu tập ăn mà đón về thì làm sao mà sống được. Đấy, trong khi đó 25 ngày tuổi là nó vẫn còn đang bú mẹ. Tôi chỉ cho tập ăn thôi, tập ăn dặm thôi, và bắt đầu giãn cách cái việc bú mẹ thưa ra, còn đâu là bắt đầu cho bọn tụi nhỏ tập ăn dần. Đấy, khi mà được tầm khoảng một tháng thì bắt đầu một tháng 10 ngày thì khả năng là cai sữa hoàn toàn cho đàn cún con, và lúc đó là con chó con nó mới tự ăn hoàn toàn được. Đấy, thì nhiều bạn, nhiều bác, nhiều em là cũng sốt sắng là muốn đón một con chó Phú Quốc bắt đầu mới biết ăn để về nuôi. Lý do là sao? Lý do là tôi cũng hỏi là sao lại phải là đón những con chó mà nó bé như vậy, thì các bạn ấy, các bác ấy cũng có nói rằng là muốn đón những con chó con như vậy để về nuôi, để thuần hóa, để cho nó gần gũi hơn, rồi nó tình cảm hơn. Thì cũng chia sẻ các bạn là những con chó tầm 6 tháng trở xuống các bạn đón về vẫn thuần hóa bình thường, vẫn tình cảm bình thường, nhưng con chó này nó rất là quen, chúng ta cứ chịu khó, chúng ta chơi với chúng nó nhé, cho ăn ngày 2-3 bữa, xong rồi chịu khó chơi đùa ấy, và vui đùa với con cún này thì nó rất là nhanh thân thiện, và lúc đó nó khi mà đủ cái thời gian, đủ cái tình cảm thì con chó nó xác định đây là chủ của nó, thì các bạn nói gì nó cũng nghe nhé, đi đâu nó cũng theo. Đấy, đấy là Hùng chia sẻ các bạn, cho nên là tôi cũng thấy ở trên các cái
diễn đàn rồi các nơi người ta anh em cũng bán giao bán con chó con nó cũng tầm được 50 ngày mới 30 mấy ngày mới 2 tháng thì tất nhiên là đối với những cái bạn mà nuôi được đấy, nuôi được có kỹ thuật rồi có kỹ năng rồi thì không vấn đề gì, nhưng đối với những cái bạn mới thì là không nên đón những con cún con nó quá nhỏ như vậy đấy, rất là nguy hiểm. Và khi mà chúng ta chưa có kỹ năng ấy để về con chó nó ốm đau rồi thì nhiều việc xảy ra mà chúng ta không biết thì dẫn đến tình trạng con chó con nó rất là nguy hiểm đấy nhé. Thì qua cái video clip này Hùng chia sẻ cho các bạn là khi nào thì lên đón con chó con về nuôi, con chó con nói chung và con chó Phú Quốc nói riêng thì Hùng chia sẻ cho các bạn như vậy. Và các bạn nào mà lần đầu tiên mà xem được cái video này và lần đầu tiên vào kênh của Hùng thì mà xem video này mà thấy hay mà thấy hữu ích thì có thể là like share cái video này đi để cho các bạn đang tìm hiểu về muốn nuôi một con chó con nói chung mà con chó Phú Quốc nói riêng thì các bạn có thể là xem được, và các bạn có thể là rút kinh nghiệm và nhặt nhạnh đâu đó trong cái video này những cái cần thiết để khi mà đón một con chó Phú Quốc con về nuôi đấy. Và nhớ đừng quên là ấn đăng ký kênh của Hùng và ấn vào cái nút hình quả chuông đó để khi Hùng ra video clip mới chia sẻ kiến thức về chăm sóc con chó nói chung và con chó Phú Quốc nói riêng thì các bạn có thể nhận được ngay. Như và đây trong này tất cả những cái bạn này là cũng các bạn cũng muốn đón rất từ lâu rồi, từ lúc 55-60 ngày các bạn đã muốn đón nhưng mà Hùng không cho đón. Cũng nếu mà thực sự yêu thì các bạn có thể là đặt cọc đấy, đặt cọc Hùng nuôi tiêm xong mũi 2 đoàn hoàng đấy. Thì từ lúc mà nhận đặt cọc đến bây giờ cũng gần 1 tháng rồi, chắc nay mai là cũng chuyển về cho các bạn đó nhá. Bọn này nó cũng gần 3 tháng rồi đấy, bọn này là cũng 3 tháng rồi này, bọn này cũng nay mai là cũng về nhà mới rồi đấy. Cho nên là những cái con chó mà khi các bạn đón về nhà mới thì nó phải cứng cáp một chút đấy, nó được tiêm phòng 2 mũi và có sức khỏe tốt thì chúng ta về chúng ta nuôi và chúng ta tìm hiểu thêm cái cách chăm sóc cho tốt hơn thì đảm bảo con chó chỉ ăn và lớn thôi đấy. Và cũng xin kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Rồi, xin chào.